Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại có một sản phẩm mới. Đây chính là chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được cái là vẫn còn để nguyên tại cửa hàng này luôn. Và tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem hiện trạng thực tế mà chúng tôi vừa mới mua về được chiếc xe này ạ. Đó chính là chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT, tức là phiên bản số sàn đấy quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 2 vạn km rồi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về, nó như thế nào là tôi quay, tôi chụp nguyên cho quý vị và các bạn. Chưa rửa một tí nào cơ, còn bẩn nguyên đấy ạ. Còn chưa dọn đồ của chủ xe ra, nó còn bẩn nguyên đấy ạ. Chiếc xe này là sản xuất năm 2018 quý vị và các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 366 triệu quý vị và các bạn ạ. 366 triệu này thì chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản. Vậy chiếc xe bây giờ là 366 triệu đồng tôi bán cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn chỉ việc nếu như làm trả góp thì quý vị và các bạn chỉ khoảng bỏ ra khoảng 100 triệu thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay chiếc xe này để sử dụng luôn rồi ạ. Trong cái tình hình dịch bệnh Covid đang rất là nguy hiểm như thế này thì quý vị và các bạn cũng nên mua một chiếc xe để chạy cho gia đình của mình và bảo vệ cho gia đình của mình, bảo vệ sức khỏe cho bản thân của mình và cả gia đình của mình để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Tại vì bây giờ nếu như mà chúng ta không có xe, đi đâu chúng ta phải đi xe dịch vụ, đi xe khách, đi phương tiện công cộng, thuê xe, thì những chiếc xe công cộng đó thì người ta một ngày người ta chở rất là nhiều người thì cũng không biết được là ai có bệnh hay không, cho nên là cái tỷ lệ lây nhiễm rất là cao. Chính vì vậy cho nên là nếu như quý vị và các bạn nào mà chưa đủ tiền để mua trực tiếp, mua trả thẳng chiếc xe này thì chúng ta có thể làm thủ tục trả góp quý vị và các bạn nhé. Tôi không luyên thuyên dài dòng nữa, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu trực tiếp cho quý vị và các bạn về chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT sản xuất năm 2018 này đấy ạ. Và chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về thì nó còn nguyên bản và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là thứ nhất là nó không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Tôi còn nguyên đây là chưa có rửa xe cơ chứ chưa nói gì đến cái việc đánh bóng, dọn dẹp hay là sơn xi gì cả. Tuy về bên ngoài nó có đôi phần xước sát nhưng không thể tránh khỏi đâu quý vị các bạn nha. Mua xe cũ thì đừng để ý nhiều về những cái vấn đề xước sát hay là sơn. Chỉ quan tâm là nó có bị tai nạn đâm đụng nặng hay không, còn keo chỉ hay không. Nếu như mất keo chỉ làm lại rồi tức là nó sẽ bị đâm đụng rất nặng rồi mới phải mất keo chỉ quý vị và các bạn nhé. Và tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn đây. Và chúng tôi vẫn có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không bị ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc còn nguyên bản. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua chiếc xe Chevrolet Cruze phiên bản LT 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này.
chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.